ra coi con cá lóc. Xin chào cô chú anh chị ha. Thì tình hình là hôm nay Vũ đi qua bên cái rừng tràm nè cô chú anh chị. Hôm nay thì Vũ mặc quần tà lõn luôn à. Hôm bữa Vũ đi thăm trong đây á, mặc cái quần dài á, thì cái khu rừng tràm tre bên đây nè, thì nó có dắt cô chú anh chị. Về con nào con nấy trời muốn bằng đầu đũa ăn vậy. Dắt chữa con nào con nấy nó nóc rồi cô chú anh chị. Cho nên là Vũ mặc quần tà lõn luôn để coi nó cắn mình bắt nó ra được ha. Hôm nay thì trời nắng cô chú anh chị. Bây giờ Vũ cũng tranh thủ thăm đi để nắng hồi nó hóc chịu không nổi, vô trong đây chui lùm hồi nó mệt lắm cô chú anh chị. Vũ mời cô chú anh chị mình đi thăm những cái lạp cá với Vũ ha. Ở trong đây thấy gì mà dắt dữ lắm cô chú anh chị. Trời ơi, dữ rồi, thứ dữ rồi cô chú anh chị ơi. Cái đầu tiên chị thấy dữ lắm rồi nha. Gung ginh này. Con gì đây? Trời đất ơi, con cá lóc. Hết cô biết rồi. Ui, không phải cô chú, cá dày. Trời ơi, gạo rồi. Trời ơi, con cá dày, con cá lóc luôn. Hết biết cặp cá này là nó ngon. Trúng mánh rồi cô chú anh chị, vô mát cái nắng quá. Trời ơi, cặp cá dày. Cá dày chứ không phải cá lóc nè cô chú anh chị. Con này con dày nè, con này con lóc nè. Đây, đã chưa? Ôi, ngon. Hổng giờ thì không chạy cái dày ha. Cái này chạy vậy. Cá lóc này ngon à. Cá lóc ngon của chú anh chị. Trời ơi, con cá dày thấy gì nặng hơn cá lóc nhiều lắm nè. Cái lò xo này muốn hư hết rồi. Đây của chú anh chị. Cá dày nè. Nó bông thế này nè, đẹp không? Nhìn rất là đẹp ha. Cái mỏ nó nhỏ xíu à. Còn cá lóc đây. Ê, khỏi ăn luôn ạ. À. Nó phóng đụng máy luôn. Cá lóc này cô chú anh chị. Cá lóc này cũng được ha, con này chắc cỡ 200-250 gram. Cũng rất ngon. Nó bay lên cái máy luôn trời. Đây, ở trong cái góc. Chỗ bụi tre này có con cái. Rút kinh nghiệm cho cái chai vô luôn. Cỡ nào nó cũng không ngập nổi. Nhặn xuống. Chìm thiệt. Trời ơi. Không dính của chú anh chị. Chút quất. Hôm giờ không bắt được con ghi cá nào lớn hết chứ. Trong bụi dây hồng bông này nè. Chui lùm chui bụi. Cái mương này mà câu cá rô là tới luôn ha cô chú anh chị. Quá ngon. Lọt đầy vô đặt ở đây ha. Bỏ con lươn chừng ký lô coi. Trời ơi. Đóng ngồi luôn. Không dính cô chú anh chị ơi, dở quá trời. Rồi chú thấy chạy được con cắn trùng. Cắn trùng nè cô chú anh chị.
Trời ơi, có con lươn của chú anh chị ơi. Ôi, có con lươn bự. Gạo rồi. Ôi, con lươn dần quét luôn. Bên này gắn chung nhiều dữ ta. Hôm nay là vũ bắt khá nhiều gắn chung luôn rồi đó cô chú anh chị. Lươn bự à. Lươn này cả 300 g cô chú anh chị. Ê. Rồi. Vô luôn. À. 300 g. Gắn chung bò ra, gắn chung bò ra. Nắm đầu mày. Mấy con này nó cũng tàu lao lắm nghe cô chú anh chị, có lúc nó cắn có lúc nó không nha. Đây nè, Vũ đang móc móc tiền mình mua lưới về mình làm lợp tiếp, làm lợp lươn hay là lờ lươn gì cô chú anh chị, chắc làm thêm vài cái lờ lươn á. Lợp này bữa nay sao nổi lên dữ vậy trời. Rồi cảm ơn nè cô chú anh chị. Thấy vậy chứ không phải vậy nha. Cô chú anh chị mà bước xuống cái đây một cái ha. Ây da, trời ơi trời. Kiến vàng cắn. Nó lúng một cái là ngập cái đầu luôn á cô chú anh chị. Ốc không gì nè. Qua. Wow. Trời ơi. Hai con lươn cô chú anh chị ơi. Hai con lươn. Con lươn nhì với con kia không biết được nhì không nữa nè. Lợp lươn lợp gắn thì tháng này thăm ngon thiệt. Mà gắn nước nghe cô chú anh chị chứ không phải là gắn mình đặt khô trên bờ nha. Gắn khô trên bờ thì Vũ không biết. Còn lợp lươn thì hôm nay của chú anh chị biết rồi đó. Dính lại gai dính hoài. Lươn thì quanh năm. Cái này được hai con. Quá đã. Con này nhì chắc nè. Ây da. Trời ơi. Kiếm vàng của chú anh chị ơi. Lấy mấy cái chai nước mắm bỏ vô cho nó nổi đít lợp lên. Con này chất gớt rồi. Dám chuyện vô lắm mà. Thấy mập quá nè. Trời mất mát lại đó. Rồi đổ mồ hôi hết chưa. Nặng nặng rồi đó cô chú anh chị. Xô nặng nặng rồi đó. Này làm bậy lương cũng khủng gì nữa. Trời ơi cái lọc này hôm nay nổi lên dữ vậy trời. Chà chà. Vũ thấy có dấu ướt của chú anh chị ơi. Có ướt. Trời ơi con gắn nữa rồi. Nè. Đây của chú anh chị nằm nè. Trời ơi. Hết biết gắn chung nữa rồi. Còn bá luôn. Gắn chung không cô chú anh chị. Còn nữa. Gắn hết ra gắn. Gắn chung mà vô cái lợp này là con cành cành. Con nhỏ lọt hết trơn. Con này bự nha. Ừ. Con này bự rồi chú anh chị. Con có 250 gram quá. Hai con. Ừ.
Vô đây thăm cái lập ve nữa. Hết rồi chú anh chị. Có con gì không đây? Nắng quá nắng. Yêu rắn lụi rồi. Lập ve chất quốc. Rồi. Hôm nay thì Vũ được ít thôi cô chú chị. Mệt. Hai con chung. Nè. Hai con cá nè, ngon hết sảy luôn. Hai con cá lóc. Lươn nè cô chú anh chị. Lươn thì ba con thôi. Nè. Hai con lươn. Cũng nặng nặng cô chú anh chị ơi, nhiêu đi cũng nặng. Nói chung là ngày thăm lợp nhiêu cũng ngon. Vũ cảm ơn cô chú anh chị ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của Vũ. Thì bây giờ Vũ chắc khép lại video ở đây cô chú anh chị ơi. Vũ đi vô nhà đây ha. Vô nhà với hôm bữa đi thăm cũng còn lại được 2-3 con lươn ở nhà đó. Rồi chút Vũ đi chợ Vũ bán cô chú anh chị. Vũ đi giao cho mối người ta. Thì nói chung là 2 ngày Vũ đi bán 1 lần. Thăm 2 chuyến lợp gì đó. Thì gom lại đi điên lần với đi mỗi lần đi gì cũng tốn tiền xăng lắm cô chú anh chị. Thì Vũ cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ha. Thì cô chú anh chị có thể ủng hộ Vũ bằng cách là like video và đăng ký kênh ha. Nhớ nhấn vào biểu tượng cái chuông á, khi mà Vũ ra video mới thì cô chú anh chị sẽ xem được video của Vũ ha. Thì chắc có lẽ là đợi khoảng thời gian nữa cô chú anh chị, Vũ sẽ mua lưới về ha. Chắc là ngày Vũ làm bằng lưới mũ á, làm bằng lưới mũ đi cho nó đặt nó bền hơn. Ha cô chú anh chị. Nhưng mà chắc Vũ không biết lưới đó bao nhiêu tiền nữa. Để Vũ coi nhín tiền ra mình mua lưới và mình làm lợp tiếp ha.